Có các Đà La Ni nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Ông vua đó nghe rồi lập tức đắc được đại trí quang minh. Lúc đó Đức Phật thắng nhiệt thân quán giáp nhân duyên ông vua tài chủ và tất cả đại chúng trong tướng hào quang trắng, phóng ra đại quang minh tên là đèn tâm tất cả thế gian, chiếu sáng khắp mười phương vô lượng thế giới, trụ ở trước tất cả các ông vua, thị hiện sức đại thần thông của Phật không thể nghĩ bàn, khiến cho khắp tất cả mọi người đáng được giáo hóa, tâm được thanh tịnh. Lúc bấy giờ, Đức Phật thắng nhiệt thân dùng thần lực tự tại không thể nghĩ bàn, hiện thân hơn hẳn tất cả thế gian, dùng tiếng viên mãn, các vị đại chúng nói Đà La Ni, tên là đèn tất cả pháp nghĩa lìa tối, có các Đà La Ni nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Ông vua tài chủ đó nghe Đà La Ni đó rồi, lập tức đắc được đại trí huệ quang minh. Trong chúng hội đó, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, đều đồng thời chứng được Đà La Ni đó, 60 vạn Na Do Tha người sạch hết các hữu lậu, tâm được giải thoát. 10.000 chúng sinh xa lìa bụi trần, đắc được con mắt phát thanh tịnh, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Trong chúng hội đó, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, đều đồng thời chứng được Đà La Ni đó, 60 vạn Na Do Tha người sạch hết tất cả pháp hữu lậu, tâm được giải thoát. 10.000 chúng sinh xa lìa tất cả bụi trần, đắc được con mắt pháp thanh tịnh, có vô lượng chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Bấy giờ Đức Phật lại dùng lực không thể nghĩ bàn, rộng hiện thần biến, khắp trong mười phương vô lượng thế giới dễ nói pháp ba thừa hóa độ chúng sinh. Lúc đó Đức Phật thắng nhiệt thân, lại dùng lực không thể nghĩ bàn, rộng hiện thần thông biến hóa khắp trong mười phương vô lượng thế giới dễ nói pháp Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn Duyên Giác thừa, giáo hóa tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Bấy giờ phụ vương đó bèn nghĩ như vậy: nếu ta tại gia không thể chứng được diệu pháp như vậy, nếu ở chỗ Đức Phật xuất gia tu đạo thì sẽ thành tựu. Nghĩ như vậy rồi bèn ở trước Đức Phật bạch rằng: con nguyện được theo Phật xuất gia học đạo. Đức Phật nói: tùy ý, hãy tự biết thời. Bấy giờ vua tài chủ cùng với 10.000 người đều ở chỗ Đức Phật đồng thời xuất gia, thời gian chẳng bao lâu đều được thành tựu Đà La Ni đèn tất cả pháp nghĩa lìa tối, cũng đắc được các môn tam muội như ở trên, lại đắc được 10 môn thần thông của Bồ Tát, lại đắc được vô biên biện tài của Bồ Tát, lại đắc được tịnh thân vô ngại của Bồ Tát, đi đến chỗ chư Phật trong mười phương lắng nghe thọ trì pháp của chư Phật nói, làm đại pháp sư diễn nói diệu pháp, lại dùng thần lực khắp mười phương cõi nước tùy tâm chúng sinh mà vì họ hiện thân khen ngợi Phật xuất hiện ra đời, nói hạnh xưa của Phật, khai thị nhân duyên xưa của Phật, khen ngợi thần lực tự tại của Phật, hộ trì giáo pháp của Phật nói. Lúc bấy giờ phụ vương tài chủ đó bèn nghĩ như vậy: nếu ta tại gia thì không thể chứng được diệu pháp như vậy, nếu ở chỗ Đức Phật theo Phật xuất gia tu đạo thì sẽ có sự thành tựu. Đại vương tài chủ nghĩ như vậy rồi bèn ở trước Đức Phật bạch rằng: con phát nguyện xin được theo Phật xuất gia tu vô thượng Bồ Đề đạo, xin cầu Phật từ bi thu nhận con làm đệ tử. Đức Phật thắng nhật thân nói: tùy ý nhà ngươi, ngươi hãy tự biết thời. Cơ duyên xuất gia đã thành thục chăng? Nếu đã thành thục thì có thể xuất gia, nếu thời cơ chưa đến thì có thể chờ đợi thêm một thời gian. Lúc đó ông vua tài chủ cùng với 10.000 người đều ở chỗ Đức Phật đồng thời xuất gia. Trải qua thời gian chẳng bao lâu, họ đều được thành tựu Đà La Ni đèn tất cả pháp nghĩa lìa tối, cũng đắc được các môn tam muội như ở trên đã nói, lại đắc được 10 môn thần thông của Bồ Tát, lại đắc được vô biên biện tài của Bồ Tát, lại đắc được tịnh thân vô ngại của Bồ Tát, có thể đi đến đạo tràng của chư Phật trong mười phương lắng nghe thọ trì pháp của chư Phật nói, làm đại pháp sư có đạo đức, có trí huệ, diễn nói diệu pháp, lại dùng thần lực khắp mười phương cõi nước chư Phật tùy tâm chúng sinh mà vì họ hiện thân thuyết pháp, khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, diễn nói hạnh thuở xưa của chư Phật tu, khai thị nhân duyên thuở xưa của chư Phật, khen ngợi thần lực tự tại của chư Phật, hộ trì giáo pháp của chư Phật nói. Bấy giờ vào ngày rằm, thái tử ở tại chánh điện, thể nữ vây quanh, bảy báu tự đến. Một là bánh xe báu tên là Vô Ngại Hành, hai là voi báu tên là Kim Cang Thân, ba là ngựa báu tên là Tốc Tật Phong, bốn là châu báu tên là Nhiệt Quang Tạng, năm là nữ báu tên là Cụ Túc Diệu Đức, sáu là tạng thần báu tên là Đại Tài, bảy là chủ binh báu tên là Ly Cấu Nhãn. Bảy báu đầy đủ làm chuyển luân vương, làm vua cõi Diêm Phủ Đề, dùng chánh pháp trị thế nhân dân khoái lạc. Vua có 1.000 người con đoan chánh dũng mãnh, hàng phục được oán địch. Trong cõi Diêm Phủ Đề đó có 80 thành vua, trong mỗi thành
có 500 tăng phường. Mỗi tăng phường đều lập tịnh xá cao rộng, dùng các báu đẹp để nghiêm sức. Mỗi thành vua đều thỉnh Đức Phật đến, dùng các đồ cúng tốt đẹp để dâng cúng Đức Phật. Khi Đức Phật vào thành, hiện đại thần lực khiến cho vô lượng chúng sinh trồng các căn lành, vô lượng chúng sinh tâm được thanh tịnh, thấy Phật hoan hỷ, phát tâm Bồ Đề, khởi tâm đại bi, lợi ích chúng sinh, sinh tu Phật Pháp vào chân thật nghĩa, trụ nơi Pháp tánh, rõ Pháp bình đẳng, đắc được trí ba đời bình đẳng, quán ba đời, biết tất cả chư Phật ra đời thứ tự, nói đủ thứ Pháp, nhiếp thọ chúng sinh, phát nguyện Bồ Tát vào Bồ Tát Đạo, biết Pháp của Phật thành tựu biển Pháp, có thể khắp hiện thân, khắp cùng tất cả các cõi, biết căn tánh chúng sinh và tánh dục của họ, khiến cho họ phát khởi nguyện nhất thiết trí. Lúc bấy giờ vào ngày rằm, Thái tử Oai Đức Chủ ở tại Chánh Điện, có các thể nữ vây quanh, bảy báu tự động đến. Một là bánh xe báu tên là Vô Ngại Hành, hai là voi báu tên là Kim Cang Thân, ba là ngựa báu tên là Tốc Tật Phong.